Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay là ngày 19 tháng 6, shop xe điện cũng nhập về rất nhiều xe điện cũ này, cả Vespa. Và hôm nay thì mình sẽ lên cái lô xe bỏ điên giá rẻ trước. Và ngày mai thì mình sẽ lên cái lô xe Vespa. Và ngày kia thì mình sẽ lên cái lô xe X-Men này nhé. Để mọi người hãy cùng theo dõi trong 3 ngày, từ ngày 19, 20 và ngày 21 nhé. Thì đây là trước mắt mọi người, đây là lô xe bỏ điên và 133S Plus. Tất cả phía sau này là xe bò 133 bé mọi người nhé. Thì xe bé thì được lắp bình bé, 4 bình bé. Và đây là chiếc xe 133 Blue thì được sẽ lắp bình to. Và bây giờ thì mình sẽ review và báo giá luôn về chiếc xe đầu tiên này. Đó là chiếc xe 133S Blue mọi người nhé. Xe này thì shop đang bán với giá là 4.600.000 đồng, bao gồm cả phí ship toàn quốc. Tức là mọi người ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam đều mua được xe này khi với giá là 4.600.000. Và nhân viên bên Viettel đã giao tận nhà cho quý khách. Thì đầu tiên mình sẽ mở luôn bộ bình để cho mọi người kiểm tra này. Bình này thì bên mình đã đo và test rồi, đi được khoảng tầm trên 30 km cho một lần sạc. Và tốc độ của nó là khoảng 35 km/h. Thì đây là bộ bình Supai, được sản xuất năm 2019 nhé. Và sẽ được thay vào xe này là mình thấy trên tem này đề là năm 2020. Đấy, tem nguyên bản. Thì là với bộ bình như này thì mình khẳng định là đi vẫn còn ok mọi người nhé. Còn nếu mọi người muốn thay bình mới, sạc mới thì mọi người thêm cho mình 800 nữa thì sẽ được bảo hành 1 năm. Và với bộ bình này thì bên shop sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng cộng với xe. Đấy là giá 4.600.000. Còn bây giờ thì mình sẽ mở luôn cái xe lên cho mọi người xem nhé, quan sát và review cái xe này. Với xe này thì đèn còi xi nhan đầy đủ hết này. Đó đều chắc chắn rồi. Và một cái xe này không thể thiếu được đèn còi xi nhan nhé. Cho nên mình sẽ không thử nhiều về vấn đề nữa. Bây giờ mình sẽ kiểm tra luôn động cơ cho mình xem. Động cơ con này thì cũng rất là êm. Đó. Rất êm luôn. Và nhìn cái động cơ này nó còn rất là sáng và đẹp. Hay cả từ những cái giảm xóc này mọi người thấy không? Nhìn rất là sáng và đẹp. Đấy. Lốp còn dày. Lốp còn rất là dày. Mọi chi tiết đều là rất là khô. Và cũng là rất là đẹp. Đấy, nhựa sơn zin mọi người nhé. Không hề có tỉa tót. Nếu mọi người muốn thì khi nào mọi người chốt xe thì bên shop có thể tỉa tót qua một chút và đánh bóng chút cho nó đẹp. Đây là mình sẽ để mộc như này mình quay cho mọi người xem. 4.600.000 thôi. 4.600.000 là đã bao gồm cả phí ship rồi mọi người nhé. Mọi người mua xe về chỉ việc đi thôi, có sạc đầy đủ, có giỏ luôn. Đấy. Rất đẹp nhé. Lốp trước cũng rất là đẹp này. Đấy. 4.600.000 ok chưa? 4.600.000 luôn. Xong trước xong sau rất là êm này. 4.600.000 bao gồm cả phí ship nhé. Còn mọi người mua bình mới thì cộng thêm cho bên mình 600 nữa. Bên mình sẽ thay bình mới tinh luôn. Nhưng mà với bộ bình này vẫn còn khỏe mọi người nhé. Vẫn còn khỏe thì cứ lên tận dụng thôi. Tiếp theo nó là cái xe bò điên. Xe bò điên này thì là được trang bị bình bé mọi người nhé. Chiếc xe này của thương hiệu Espiro. Đây là cũng là một trong những xe hàng nhập khẩu đời đầu mọi người ạ. Với cái dòng xe như này thì mình cam kết mọi người sẽ rất là bền. Đấy, bao bền cho mọi người luôn. Vì đây là những dòng xe đời đầu hàng nhập khẩu, xe dòng Espiro. Thương hiệu Espiro, mọi người có thể lên mạng sạc với cái hãng này. Thì xe này thì shop sẽ thay bình mới, sạc mới, bán cho mọi người với giá 5.000.000 bao gồm cả phí ship. Đấy. Espiro mọi người nhé. Hàng Espiro, lốp quá dày luôn. Xe này lốp rất là dày. Espiro được dập vào động cơ, dập lồi nhá. Cái xe còn rất là đẹp, đèn còi xi nhan đầy đủ hết. Có được tặng giỏ luôn. Đèn led siêu sáng phía dưới. Cuộc thì còn trắng này. Thôi, anh ấy thì động cơ. Động cơ nhá. Đấy, tắt cái xi nhan. Hộp sau này. Động cơ. Đấy, khá là ok, không bị oval nhá mọi người. Rất thẳng và đẹp luôn. Xe này mọi người có thể chế được cả xích ở đây. Đây nó có cái clip ở đây này. Còn bàn đạp mọi người muốn chế thì chế vào đây. Đây là gọi là xe đạp điện này. Bạch bó pin ở trên này.
Giá 5 triệu là bao gồm bình mới, sạc mới mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể thấy là nó hơi giá nó hơi cao lúc đầu, nhưng mọi người về lâu về dài thì nó sẽ là có lợi hơn, tại vì mình sẽ được bảo hành 1 năm bộ bình đó. Con xe tiếp theo đó là con xe 133 S8 mọi người nhé. Xe này đầu đèn Milan. Xe này thì bên shop cũng thay bình mới, sạc mới, bảo hành 1 năm và bán cho mọi người với giá là 5 triệu bao gồm cả phí ship. Ok chưa? Xe này model 2019 mọi người nhé, Nissiki. Đấy, 2019. Bình mới, sạc mới thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Mới xe như này. Bây giờ bên xe mình sẽ test qua cho mọi người xem. Cái xe này thì còn nguyên cả chip chống trộm. Trên thì là có mạch báo pin cũng như là công tơ mét. Đèn Milan. Tất cả đều hoạt động bình thường nhé. Đèn pin LED rất là sáng. Đó. Thấy. Mọi người nhìn thấy không? Đây rất là trắng và đẹp này. S8 nhé. Xe này giá 5 triệu nó quá ok mọi người. Mình cảm thấy một xe mà thay bình mới, sạc mới và cả vi ship nó mất gần 2 triệu rồi. Động cơ rất là êm, ngon lành. Mình quay bốn quay cho mọi người xem. Xe rất là đều màu ấy. Anh thử cho em cái thụt trước, thụt sau. Xe này cũng được tặng giò mới luôn. Đây là giò mới nhé, bây mình vừa lắp vào. Thụt trước, thụt sau ấy. Đó. Sau. Đó, chạy thử cho mọi người xem nhé. Xe này đi cũng rất là êm. Giá 5 triệu bình mới, sạc mới quá là ok luôn. Rồi, đây là con bò S10 nhé. Thì đời nó sẽ cao hơn con S8 kìa. Nó cao hơn đây, mà mình sẽ quay luôn cho mọi người xem. Đây là cái màn hình full LED điện tử này. Đấy, nhăng nhăng này quay qua điện thoại nhé. Còn bình thường thì nó không nhăng nhăng. Đèn siêu sáng. Đấy, đèn này rất sáng, hai đèn sáng. Đời con này thì bên mình cũng sẽ thay bình mới, sạc mới, bảo hành 1 năm và bao gồm cả ship, bán cho mọi người với giá 5 triệu 2. Đấy, bao gồm cả phí ship nhé. Bình mới, sạc mới, xe rất đẹp. Xe này mình vẫn quay bán cho mọi người giá mới của nó trên 7 triệu này. Đấy, cái con này này khách bán lại này cũng đang bán lại cho mọi người giá 5 triệu 2 nhưng mà thay bình mới, sạc mới nhé. Và bảo hành 1 năm, xe thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Với cái dòng xe nó gần những cái năm gần đây thì nó chưa thể nào mà hỏng ngay được. Và đồ đoạn của nó vẫn còn rất là chắc. Ôi, bây giờ thì mình sẽ đi thử cái xe này nhé. Không phải review nhiều về cái dòng xe này. Đấy, làm xong rất là ok. Nó sau này. Đấy, 5 triệu 2 nhé. Bình mới, sạc mới, bảo hành 1 năm. Đấy, chạy rất là êm. Vừa rồi thì mình đã review xong 4 chiếc xe. Mọi người mua chiếc xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp cho shop xe điện cung nhập và cọc trước cái số 1 triệu. Sau khi nhân viên về theo bót giao tận nhà cho quý khách thì mọi người đưa lốt số tiền còn lại cho bên Viettel nhé. Đấy, đây là shop mình đây. Rất là nhiều xe. Ngày mai mình sẽ review về những chiếc xe Vespa này nhé. Đây cũng là toàn xe Vespa cũ đó. Bây giờ thì mình xin chào mọi người.